Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Lượng trái phiếu doanh nghiệp địa ốc phát hành cao nhất một năm. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra 81 sàn giao dịch bất động sản. Bốn sáng kiến giúp Canada duy trì nhà ở vừa túi tiền. Thưa quý vị, trong quý 3, nhóm doanh nghiệp bất động sản đã phát hành gần 30.000 tỷ đồng trái phiếu, cao nhất từ đầu năm 2022 Hoạt động phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản gần đây có dấu hiệu tăng nhiệt. Trong quý 3, theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam VBMA, các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành gần 29.850 tỷ đồng trái phiếu, chiếm tỷ trọng 32,1% toàn thị trường. Đây cũng là mức cao nhất kể từ đầu năm ngoái. Công ty trách nhiệm hữu hạn Capital Land Tower chiếm hơn 40% tổng lượng trái phiếu phát hành ra thị trường quý 3 với khoảng 12.200 tỷ đồng, theo thống kê của VN Direct. Một số doanh nghiệp cũng có giá trị phát hành lớn khác như công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Lan Việt 4.100 tỷ đồng, công ty cổ phần bất động sản BIM 2.330 tỷ đồng, công ty bất động sản Tân Liên Phát Tân Cảng 2.000 tỷ đồng. Hôm 17 tháng 10, Vinhomes cho biết phát hành riêng lẻ tối đa 5.000 tỷ đồng trái phiếu nhằm mục đích cơ cấu lại nợ. Sau sự việc liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các công ty địa ốc huy động vốn qua kênh trái phiếu chưa đến 7.000 tỷ đồng trong nửa cuối năm ngoái trái phiếu bất động sản dần ấm lại trong quý đầu năm 2023 khi ghi nhận giá trị chào bán mới hơn 24.000 tỷ đồng nhờ Nghị định 08 sửa đổi về trái phiếu doanh nghiệp có hiệu lực. Tuy nhiên, sau đó giá trị phát hành trong quý 2 lại giảm sâu, chưa đạt 4.000 tỷ đồng. Riêng tháng 4, không doanh nghiệp bất động sản nào phát hành trái phiếu. Về lãi suất, VBMA cho biết trái phiếu nhóm bất động sản chào bán trong quý trước phổ biến ở mức 12 đến 15% một năm, trong khi lãi suất trái phiếu bình quân của toàn thị trường khoảng 9% một năm. Đất xanh service đánh giá các đợt phát hành trong quý vừa qua có thể chỉ nhằm mục đích cơ cấu lại nợ và kéo dài thời gian trả nợ. Bởi theo đơn vị này, thị trường bất động sản vẫn khan hiếm nguồn cung trong 9 tháng đầu năm, tỷ lệ hấp thụ cũng giảm xuống còn khoảng 20%, niềm tin nhà đầu tư chưa phục hồi. Trong quý vừa qua, hoạt động đàm phán gia hạn kỳ hạn trái phiếu vẫn diễn ra sôi động. VN Direct cho biết đến ngày 3 tháng 10, các tổ chức phát hành đã đạt thỏa thuận gia hạn kỳ hạn trái phiếu với trái chủ với tổng giá trị gia hạn hơn 95.200 tỷ đồng. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có kế hoạch kiểm tra pháp lý thành lập nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo của các sàn giao dịch bất động sản thành lập trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2017 trên địa bàn. Mục đích của kế hoạch này nhằm tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm, tuyên truyền hướng dẫn các sàn giao dịch thực hiện nghiêm quy định pháp luật, đánh giá tình hình hoạt động khó khăn vướng mắc để phối hợp xử lý, giải quyết theo quy định pháp luật, có kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. Thành phố sẽ kiểm tra điều kiện thành lập, nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023 của 81 sàn giao dịch bất động sản được thành lập trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2017 trên địa bàn. Sở xây dựng thành phố sẽ lập tổ điều hành tổng hợp do ông Trần Hùng Anh, phó tránh thanh tra sở xây dựng, làm tổ trưởng cùng tổ phó, thư ký và ba thành viên. Còn tổ kiểm tra sẽ là đại diện lãnh đạo các đội thanh tra địa bàn quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Dự kiến từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10, Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các sàn giao dịch bất động sản và lập biên bản ghi nhận kết quả. Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, kết thúc kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả. Thưa quý vị, tạp chí về học thuật The Conversation Australia chỉ ra 4 sáng kiến điển hình giúp Canada duy trì nhà ở vừa túi tiền như sau. Lập công ty xây nhà trên đất công, thuộc sở hữu chính quyền Whistler Vancouver British Columbia, Whistler Housing Authority, WHA, là công ty chuyên phát triển vận hành các dự án nhà ở dành cho nhân viên hành chính của Whistler. Công ty này cung cấp nhà bán lẫn cho thuê với các quy định nghiêm ngặt về giá, được ấn định ở mức 30% thu nhập của người thuê. Điều này khả thi bởi WHA sử dụng đất công giúp họ có thể vượt qua các áp lực của thị trường để đạt mục tiêu đáp ứng nhu cầu cho người ở so với dự án có nguồn đất thuộc sở hữu của các nhà phát triển tư nhân. Vì vậy nguồn cung VKHSA tung ra hướng tới những gì người dân có thể mua được chứ không phải những gì mang lại lợi nhuận cao nhất. Quy định chống đuổi người thuê để sửa chữa, việc chấm dứt hợp đồng với người thuê để nâng cấp nhà là một trong những nguyên nhân chính khiến thị trường nhà thuê giá cả phải chăng ngày càng bị ảnh hưởng. Do đó năm 2019, New Westminster, British Columbia ban hành quy định chống đuổi người thuê để sửa nhà phạt chủ nhà đến 1.000 đô la Canada mỗi ngày nếu vi phạm. Quy trách nhiệm hỗ trợ người thuê cho chủ nhà. Cụ thể, người thuê nhà có quyền trở lại căn hộ tương tự với giá thuê gần giống ban đầu sau khi công việc sửa chữa hoặc xây mới hoàn thành. Khi phải di rời, công ty phát triển dự án hoặc chủ nhà có 3 trách nhiệm với khách thuê bao gồm giúp họ tìm nơi ở tạm thời nếu cần, trả một khoản phí bổ sung để bù đắp chi phí thuê nhà tạm thời và hỗ trợ tài chính trong quá trình chuyển nhà. Chính sách quyền ưu tiên mua Năm 2016, Montreal được tỉnh Quebec cấp quyền ưu tiên mua cho 350 bất động sản. Thông thường, đây là các tòa nhà có giá cho thuê thấp. Với quyền này của thành phố, nếu các chủ tòa nhà trong diện này muốn bán bất động sản thì phải thông báo cho chính quyền. Sau đó thành phố có 60 ngày để xem xét có nên thu mua lại tòa nhà đó hay không. Với giá tương tự giá mà chủ sở hữu đang thỏa thuận, có khách hàng tư nhân khác nếu địa phương từ chối mua thì phải ra thông báo loại bất động sản đó khỏi danh sách được ưu tiên mua sau khi nó được bán cho bên khác. Trường hợp chính quyền mua lại thì phải bồi thường cho bên thứ ba có ý định mua khoản chi phí hợp lý mà họ đã bỏ ra trong việc thương lượng giá với chủ nhà. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.